Tình báo của Lão Yên Thương nói bọn quỷ Nhật chỉ có một tiểu đội, hơn nữa còn là người mới. Đúng, tốc độ phải nhanh. Sau khi cứu được A Mẫn, lập tức rút lui. Lão Yên Thương đang ở đâu? Không phải hẹn gặp mặt ở ngoài cổng à? Có khả năng đã xảy ra chuyện. Mặc kệ, chúng ta tự mình vào trong. Có thể tiếp cận từ hai bên. Chiến hào ở ngoài nhà tù có một góc chết, có thể trốn vào trong. Vậy chúng ta trốn làm sao? Đèn chiếu sáng ngoài cửa, mỗi lần cách nhau chỉ có 15 giây. Đúng, chúng ta cố gắng lợi dụng 15 giây này. Sau khi 15 giây đèn trinh sát trở lại, làm thế nào? Chúng ta bắt buộc phải trong 15 giây xử lý cho xong đám lính gác ngoài cửa, sau đó ngụy trang cho xong hiện trường, tương tự trốn vào chiến hào. Chuyện này không thể. 15 giây, 15 giây chỉ giết người thôi còn không được. Quan trọng là hiện trường làm sao mà ngụy trang được. Đội trưởng, lỡ như thất thủ thì phải làm sao? Không có lỡ như, chuẩn bị. Đội trưởng, vậy còn tôi? Quy tắc cũ, tự do hành động, bảo vệ đường lui của chúng tôi. Cậu ở sau tôi mới yên tâm. Hôm nay yêu cầu hành động chỉ có một chữ, càng nhanh càng tốt. Chuẩn bị. Đây chẳng phải là 4 chữ sao? Hành động. Buồn ngủ quá đi. Nếu như đội trưởng bại lộ, lập tức nổ súng. Mấy người ở dưới sao lại dựa vào đó không động đậy gì vậy? Đều cúi đầu xuống hết. Tôi thấy chắc là ngủ quên. Lão phó chạy. Đội trưởng Dương Tử Nguyệt, cô với Hồ Ly tới phòng điện áp, cắt đứt nguồn điện, nhất định phải cẩn thận. Đã hiểu. Nguồn điện vừa cắt, hai người tuần tự chiếm vị trí ở tháp đèn, chiếm đóng điểm cao nhất. Tôi sẽ đột nhập vào nhà giam. Lão Yên Thương sẽ mở cửa nhà giam, thả hết tất cả mọi người. Lão phó Đại Hổ, hai người các cậu lập tức lấy cấp thuốc súng phát cho mọi người. Đã hiểu. Đội trưởng, vậy còn A Mẫn, cậu đừng vội. Bên này chúng ta vừa bạo động thì bọn quỷ chắc chắn sẽ toàn bộ đều ra ngoài. Lợi dụng cơ hội, cậu tới nhà giam cứu A Mẫn ra ngoài. Đã hiểu. Hành động.
Đây là một trạm gác lưu động mà tôi đã sắp xếp ở ngoài bãi Tha Ma. Xe đạp của họ không thấy nữa. Ai mà dám cướp xe đạp của hoàng quân? Đúng là muốn chết mà. Đồ ngu. Như vậy là đội vũ trang đã thoát ra ngoài. Mau đi tới nhà tù. Dân đứng lại. Quay người qua đây. Mũ sắt bị lỡ rồi, không biết à? Dạ. Anh muốn làm gì? Cút ra ngoài. Sakamoto sắp giết cô rồi, chi bằng để cho tôi hưởng thụ một chút. Cút ra, súc sinh. Lạ mẫn. Nếu anh mà manh động thì A Mẫn sẽ hết hy vọng. Chờ. Chờ đèn. Sao giờ này mới tới thay ca? Đừng chiếu nữa. Chiếu nữa là không nhìn thấy gì hết. Khủng khiếp. Cút đi, thả tôi ra, đồ súc sinh. Cút đi. Khốn kiếp. Cút, thả tôi ra, đồ súc sinh. Đưa đèn qua đây. Tôi muốn xem tình hình bên dưới. Thả tôi ra, súc sinh. Đồ khốn. Chuyện gì vậy? Thả tôi ra. Sao lại cúp điện? Không sao, không ảnh hưởng tới chúng ta. Đến đây nào. Cút. Cút. Súc sinh, thả tôi ra. Lại cướp điện rồi à? Giang hồ. Giang hồ. Cướp điện rồi.
Trưởng quan, nếu như để đội hiến binh toàn bộ ở nhà tù thì đội vũ trang căn bản không dám xâm phạm. Tôi chính là muốn để cho họ xâm phạm, chui vào cái bẫy. Ở đó không có địa hình phức tạp giống như bãi tha ma. Mizuko canh ở chỗ đường ra duy nhất. Chúng mà vào rồi thì đừng hòng bỏ chạy. Dạ.